Đó, cái tội cắm cờ thầy. Các em xem thầy thể hiện nhé, thầy chỉ làm một lần duy nhất thôi. Các em lấy giấy bút ghi vào hết chưa? Còn trận cuối cùng nữa thôi là thầy chiến thắng rồi. Trên tay thầy đang là cây AWM, thằng địch thì đang núp ở thùng gỗ bơm máu, tầm súng thì chưa đâu vào đâu cả. Pha này liệu thầy có bắn trúng không đây? Chồng bà, giấy nếu em nào nghĩ thầy bắn trúng pha này thì ấn đăng ký. Em nào nghĩ thầy không bắn trúng thì ấn like. Thầy sẽ tặng quà cho bạn nào vừa ấn like, vừa ấn đăng ký nhé. 3, 2, 1. Nhờn với bố mày à, sau bỏ tật đi khịa đi nhé, bắn ngu còn thể hiện. Thử thách dừng bộ thích khách Kim Long, một trong những thử thách cực kỳ là khó dành cho các bạn đây. Nếu bạn nào mà dừng được thì comment ID xuống dưới mình sẽ tặng 210 kim cương. Và hiện tại nút like và đăng ký của mình bị khóa mẹ nó rồi. Bạn nào mà ấn được trong 3 giây thì mình sẽ tặng các bạn một phần quà. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký. Bây giờ chúng ta cùng xem thôi nào. Top 3 game thủ cũng như Sir Chimer đời đầu đã nghỉ game mà không có lý do, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Liệu bạn còn nhớ những người này không? Mà hiện tại nút like và đăng ký của mình bị khóa rồi. Bạn nào có thể ấn được nút like và đăng ký trong 3 giây thì mình sẽ tặng các bạn một phần quà nha. 3, 2, 1. Những game thủ này liệu bạn biết ai? Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Top 1 Sĩ Kẹo. Tuổi gì? Nào, tuổi gì? Vậy tuổi gì nào? Tuổi gì nào? Úi dồi, tuổi gì? Sao chứ solo với Sĩ Kẹo hơi nhầm nha. Top 2, Starboy VN. Chào tất cả anh em, vẫn là mình Starboy VN. Hôm nay ta sẽ tiếp tục cái chiêu mục Leo anh em nha. Một thời Famas. Úi dồi. Mặc cờ R7 xong rồi bỏ chạy ạ. Top 3, BNV Gaming. Rồi sau xong nát. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Rồi. Cầm súng này. Top 3 mặt nạ bị ghét nhất trong Free Fire. Top 1. Khi nhắc đến mặt nạ Free Fire, đâu mới là chiếc mặt nạ gây ám ảnh nhất cho mọi người? Còn mình thì nghĩ ngay đến chiếc mặt nạ chú hề này. Khi đặt chân vào game mà thấy thanh niên nào đem chiếc mặt nạ này thì mình lại liên tưởng ngay đến kẻ phản diện Free Fire. Đặt chân vào game thì chẳng thèm bán đâu, toàn đặt keo tròn rồi chôn đồng đội thôi. Thế nên khi gặp những thanh niên đeo mặt nạ này thì tốt nhất anh em lên tránh ra, chứ không kẻo lại bị chôn Việt Nam rồi cay cú thoát game. Kẻ máu lạnh là ta chứ ai. Đúng má mày, kiểu kiểu máu lạnh cùng đúng mày mày da, kiểu máu lạnh đúng mày mày da. Còn bạn thì nghĩ đâu là chiếc mặt nạ bị ghét nhất trong Free Fire? Hãy comment bên dưới để cho mình và các bạn cùng biết nhá. Top 3 thứ biến mất trong game Free Fire, liệu các bạn còn nhớ những thứ này không? Hiện tại nút like và đăng ký của mình bị khóa rồi, anh em nào mà ấn được nút like và đăng ký trong 3 giây thì mình sẽ tặng cho các bạn một phần quà siêu to luôn. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký nha. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm nào. Top 1, rồng biến mất. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Top 2, bay lên nóc xưởng. Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua. Top 3, dù lượn. Đừng tìm về lại quá khứ, có người hứa bên tôi. À, Free Fire của người giàu nhất thế giới có đồ gì hot mà nhiều anh em muốn mình đi tìm hiểu đến như vậy? Vì hiện tại mình đang một thử thách siêu khó dành cho bạn đây. Mình thách các bạn có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng cái ngón đeo nhẫn. Bạn nào mà làm được thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. Và sau khi đi lượn vòng quanh thế giới thì cuối cùng mình cũng đã tìm được arc Free Fire của người giàu nhất thế giới. Các bạn thắc mắc giàu ở chỗ nào ư? Hãy nhìn qua thẻ vô cực của anh ấy, toàn là 35, 40, 50 nghìn thôi. Thậm chí có mùa còn lên cả 100 nghìn huy hiệu. Sau khi tìm hiểu thì mình mới biết đây là YouTuber đến từ Indonesia. Và anh ấy nổi tiếng với cách phá kim cương của mình. Trong arc Free Fire lúc nào cũng có hơn 100 nghìn kim cương. Còn nếu các bạn chưa tin đây là người giàu nhất thế giới thì hãy chiêm ngưỡng con arc cách đây 2 năm trước của anh ấy. Các bạn hãy nhìn vào số lượng đồ đi. Thẻ vô cực từ mùa 1, đồ áo liền quần thì không đếm xuể. Ngoài ra súng nâng cấp có thiếu ít khẩu nào đâu. Còn mình đố các bạn biết ai là người giàu nhất Free Fire Việt Nam. Mấy du huynh mà đang cần ký bạc uy tín thì đừng quên ghé vô tiểu sử của sư đệ nha. Phát hiện chùm lựu đạn trong Free Fire. Không những là chùm lựu đạn mà xem video cực kỳ là cuốn luôn. Và hiện tại mình đang một thử thách siêu khó dành cho bạn đây. Mình thách các bạn có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng cái ngón đeo nhẫn. Bạn nào mà làm được thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. Để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ có gì đây. Lựu đạn à? Cẩn thận, lựu đạn. Ui,
sau này có cái từ cẩn thận lựu đạn nhỉ, cái này nó là tin nhắn nhanh hay là ông ghép ta? Ui, ném lựu đạn chuẩn nhờ. Cẩn thận lựu đạn. Đấy, sao cứ có từ cẩn thận lựu đạn ta? Ui, ma căn chuẩn thật sự à. Quả này nữa nào, quả này mà dính nữa tôi chịu. Vai cả biểu ạ, đẳng cấp thực sự. Mấy xu huynh mà đang cần ký bạc uy tín thì đừng quên ghé vô tiểu sử của sư đệ nha.